Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 65. Chương 641, rác rưởi cùng xử phạt 2. Trong giác đấu trường, xung quanh yên tĩnh, khán giả ngửa đầu, chăm chú nhìn hình ảnh trong ảnh tượng. Rõ ràng đông nghìn nghịt tất cả đều là đầu người, nhưng không có một cái mồm nào mở miệng nói chuyện. Phương diện này bao gồm các trưởng lão ở địa vị cao, vẻ mặt các trưởng lão thái nhất môn hơi cứng ngắc, trưởng lão ngũ hành minh cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn hình ảnh. Thao tác lật ngược thế cờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến đám chúa tể này kinh ngạc. Làm cường giả đứng đầu cảnh giới chúa tể, chiến đấu giai đoạn siêu phàm, mặc dù đánh khí thế ngất trời, đánh kinh thiên động địa, cũng sẽ không khiến các chúa tể sinh ra tâm lý dao động quá mãnh liệt. Tựa như người trưởng thành nhìn trẻ con đánh nhau, sẽ chỉ cảm thấy thú vị, sẽ không nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm được, hắn đương nhiên không phải dựa vào chiến lực cường đại, mà là tâm tư tinh tế, bố cục kín kẽ. Ngay cả các trưởng lão cũng không ngờ, hắn ngay từ đầu đã đang tính kế Tôn Miểu Miểu, phòng họa khi chưa xảy ra bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Mấu chốt nhất là, ai cũng chưa nhìn ra được. Đúng, ai cũng chưa nhìn ra được. Là Tôn Miểu Miểu chủ động yêu cầu ôm Linh Phó, là Tôn Miểu Miểu vui vẻ vuốt ve đùa bỡn đứa bé, là Tôn Miểu Miểu chủ động hỏi phương thức tố cáo. Toàn bộ hành trình không chút dấu vết bố cục, lại ăn chặt Tôn Miểu Miểu, phần thao tác này, cho dù ở trong mắt các trưởng lão, cũng là kinh diễm như thế. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, tâm địa hiểm ác như thế. Tôn trưởng lão khóe miệng co giật, vẻ mặt buồn bực. Triệu trưởng lão mặc áo bào đen nhíu mày, khuôn mặt già có chút không nhịn được. Lão vừa khoe xong đứa chất giỏi chí mưu, lời nói ra miệng, âm vang còn chưa tan, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh mặt. Bây giờ đứa chất thành đá kê chân cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh, thành lá cây. Triệu trưởng lão, à, tiểu tử này dưới trướng tôi, chí mưu cũng tính là được nhỉ. Cẩu trưởng lão nâng lên móng vuốt, khẽ vuốt chòm râu bên má. Trưởng lão ngũ hành minh bên này, trên mặt lộ ra ý cười, khóe miệng nhếch lên. Đối lập rõ ràng tươi sáng với vừa rồi trầm mặc, bất mãn. Như vậy, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn vô duyên quán quân, cũng có thể gắt gao chiếm cứ vị trí thứ hai, mặt mũi ngũ hành minh không tổn hao gì. Ông lão tóc đỏ của Xích Hỏa Bang cười nói, Tôn trưởng lão, ông vẫn là hồ đồ rồi. Tiếng cười khẽ nổi lên xung quanh, ghế trưởng lão tràn ngập không khí vui vẻ. Lúc này, hai người trong hình ảnh đều hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán, sự im lặng không tiếng động rốt cuộc bị đánh vỡ. Tựa như điểm hỏa thùng thuốc nổ, ầm một tiếng, sóng âm sôi trào. Giống như hội biểu diễn đến cao trào, giống như cầu thủ đá vào một bàn thắng quyết định thắng bại. Cái đệch, cú xoay chuyển này tuyệt, quá tuyệt rồi. Thì ra hắn còn giấu một chiêu như vậy, ta sai rồi, trước đó nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm tiện nghi Tôn Miểu Miểu, ta còn phun hắn. Quả nhiên, mạch suy nghĩ của thiên tài không giống với chúng ta. Đây là xem trận đấu sao? Đây là ngồi tàu lượn siêu tốc nhỉ, quá kích thích rồi. Lúc Viên Đình tố cáo Triệu Thành Hoàng, ta cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng chắc rồi. Khi âm si đào thải, ta lại cho rằng Triệu Thành Hoàng thắng chắc rồi. Kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lật kèo, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Thật không hổ là thiên tài liên tục vượt qua hai cái cấp S nha. Thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ta nhìn thấy thế giới không phẳng, may mắn còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng không hai hạng đầu không liên quan gì với ngũ hành minh ta nữa. Đúng vậy, vừa rồi các trưởng lão cũng đen mặt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương nhảy cẫng lên, hưng phấn vung hai tay, tựa như fan chống đỡ cục diện cho idol. Bốp bốp bốp. Quan Nhã cũng hưng phấn đứng lên, dùng sức vỗ tay, khuôn mặt tươi tắn nở rộ nụ cười hưng phấn vui sướng. Hai cô vừa rồi đều cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cục diện thất bại đã định, nữ vương cắn môi, Quan Nhã cau mày, tràn ngập bất đắc dĩ cùng uể oải. Nào ngờ gió đổi chiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho các cô một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Đoạt hết nổi bật, thật sự là làm người ta hâm mộ nha. Linh Quân ngồi ở phía sau Phó Thanh Dương cảm khái một tiếng. Quan Nhã và nữ vương chỉ là một bộ phận trong nữ giới gào thét chói tai toàn trường, một chiêu này của Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết đã thu hoạch bao nhiêu fan nữ. Hoa công tử tự xưng là phong lưu, cũng rất hâm mộ loại cơ hội làm náo động này. Lúc này, hắn nghe thấy nữ vương hét lên, tôi thật sự là quá bội phục Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi,
Tôi còn tưởng hắn khống chế linh phó sờ ngực Tôn Miểu Miểu là tái phát bệnh cũ. Thân là thám báo, nụ cười của Quan Nhã giảm đi, nhìn Khuê Mật, tái phát bệnh cũ. Nữ vương nói, lần trước ở trong trấn Âm Dương, lúc chúng ta lặn ở đáy sông, hắn từng vỗ mông tôi. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 642, rác rưởi cùng xử phạt 3. Ồ ồ, nụ cười Quan Nhã không thay đổi gật gật đầu, tựa như cái này không có gì, nháy mắt quay đầu, liền biến thành ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng có người không hiểu thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho rằng khán giả phản ứng quá khoa trương, ví dụ như Khương Tinh vệ thân là hỏa sư. Có cái gì đáng kích động? Bolo Bala nói lời thừa cả đoạn dài, lại chưa đánh nhau. Khương Tinh vệ nhìn đồng đội Quan Nhã cách nhau không xa, vẻ mặt khó hiểu. Quan Nhã là chị gái rất rụt rè, rất chú ý thể diện, chưa bao giờ làm hành động khoa trương, vừa nhảy vừa hò hét loại hành vi này, gần như sẽ không xuất hiện ở trên người cô. Không hổ là nhân viên mình dẫn dắt, ôi, ôi, lại chúa tôi. Cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục tao nhã vung gậy trống, tựa như fan bóng đá cuồng dã vung cờ xí. Tao nhã của hắn đâu? Trong lòng Khương Tinh vệ hiện lên một cái nghi hoặc, nhất thời có chút hiểu cho Quan Nhã. Chỗ ghế cao hơn, Bill Tarantino hưng phấn nói, đặc sắc. Trận đấu đặc sắc, riêng là trận đấu này, lần này đi Trung Quốc đã không đến uổng. Tôi lần đầu tiên biết, thì ra thi đấu lôi đài ngũ hành minh tổ chức, có thể đánh đặc sắc như thế. Ha ha, những kẻ kia luôn khinh thường thi đấu lôi đài của ngũ hành minh, cho rằng là ngũ hành minh đóng cửa chơi trò trẻ con. Ở hải ngoại, có rất nhiều giải đấu linh cảnh hành giả, người dự thi là linh cảnh hành giả đến từ các quốc gia toàn cầu, trong đó không thiếu 7 đại nghề nghiệp hợp pháp của Trung Quốc. Có thể nói các anh tài tập trung, ở trước mặt những giải đấu hướng tới toàn cầu này, thi đấu lôi đài nội bộ ngũ hành minh tự nhiên sẽ bị xem thường, nói một câu trò trẻ con không quá phận. Đáng nhắc tới, Trung Quốc và quốc gia phụ cận cùng thuộc về một đại khu, những quốc gia nhỏ đó cũng sẽ sinh ra thủy quỷ, mộc yêu. Thần dạ du các linh cảnh hành giả này chỉ là số lượng quá ít, rất khó hình thành một lực lượng cường đại, phần nhiều lấy tán tu làm chủ. Annie khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt si mê, ngài Bill, hắn so với trong tưởng tượng của tôi càng thông minh hơn, ưu tú hơn, tôi thích đàn ông như vậy. Cô đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng hài lòng, thậm chí bắt đầu ảo tưởng, có lẽ hắn là một thần dạ du có thể sánh vai ma quân thì sao. Cũng rất hài lòng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có hai mẹ con Tạ gia. Tạ mụ mụ vui vẻ nói, không phải thú vị hơn nhiều so với xem phim sao, về sau hàng năm đều phải xem, tháng này có đề tài Hàn Huyên với các bà rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật không tồi, mẹ phải nói với cha con. Tạ Linh Hy có chút kiêu ngạo nói, cũng không phải là năm nào cũng có Nguyên Thủy ca ca cao thủ như vậy tham gia. Cô sau đó phản ứng lại, vui vẻ nói, mẹ, ngài cũng cảm thấy Tạ gia chúng ta nên lôi kéo anh ấy đúng không? Tạ mụ mụ chớp đôi mắt ngây thơ vô tả, cái gì lôi kéo với không lôi kéo, mẹ cũng không biết con đang nói cái gì. Tạ Linh Hy liền cảm thấy, mình tu hành vẫn là không đủ, mẹ mới là bạch liên hoa có 102 trên đời. Chu Dung ngẩng đầu, ngơ ngác ngóng nhìn hình ảnh không có một bóng người, tiếng ồn ào bên tai dần dần đi xa. Vang lên tiếng cười lạnh của người đàn ông kia, ác long chưa bao giờ để ý con kiến oán hận, ngươi đời này chỉ xứng làm món đồ chơi của ta. Chậc chậc, Chu đại tiểu thư, ngươi bây giờ càng ngày càng lẳng lơ rồi, ngươi rốt cuộc không trở lại quá khứ được nữa. Chu Dung hốc mắt đỏ lên, ngây người xuất thần, sau một hồi, hít sâu một hơi, mang hình ảnh quá khứ vứt bỏ khỏi trong đầu, cô như người thần kinh cười lên, ta muốn hủy ngươi, ta muốn hủy ngươi. Hình ảnh trước mắt như sóng nước nhộn nhạo, đợi mặt nước bình tĩnh, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ quen thuộc. Hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, đồng hồ điện tử biểu hiện, thời gian là 12 rưỡi trưa. Cũng quá giờ cơm rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó, cái bụng liền bắt đầu hưởng ứng, phát ra tiếng kêu óc ách. Bữa sáng chưa kịp ăn, ở trong phó bản đánh cả buổi sáng, bụng sớm đã đói kêu vang. Trương Nguyên Thanh nghiêng tai nghe ngóng một phen, trong phòng khách im ắng, giờ này, ông ngoại bà ngoại hẳn là đang ngủ trưa. Hai vị lão nhân vẫn có thói quen ngủ trưa. Trương Nguyên Thanh rón ra rón rén đi vào phòng khách,
ông ngoại bà ngoại quả nhiên ở trong phòng ngủ ngủ trưa, mà trên bàn cơm quả nhiên không để lại cơm thừa canh cạn. Trong nhà không có thói quen ăn đồ ăn thừa, cho dù có đồ ăn thừa, bà ngoại cũng sẽ đổ hết. Ra khỏi cửa nhà, hắn ở tiệm cơm ngoài tiểu khu ăn hai bát to cơm gà, ưỡn cái bụng tròn xoe, thỏa mãn về nhà. Trên đường lại ở tiệm trà sữa bên đường mua một ly trà sữa, thực thoải mái. Trương Nguyên Thanh nằm dựa ở bên giường, uống trà sữa mát lạnh, bật điều hòa, sau khi cơm no rượu say, lại là ban ngày, con sâu lười chậm rãi leo lên mí mắt. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, rác rưởi cùng xử phạt 4. Ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ liền khôi phục. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho dì Tiểu Viên nói mình đã vượt qua phó bản cấp S, trở thành hai tuyển thủ còn lại, ngày mai phải quyết chiến với Triệu Thành Hoàng. Sau đó cắm đầu liền ngủ, vịnh phó ra. Trên bàn cơm, Phó Thanh Dương và Linh Quân hưởng dụng bữa trưa phong phú. Thân là công tử ca cao quý, bọn họ mới ra khỏi phó bản, em gái tai thỏ cao gầy xinh đẹp liền dịu dàng nói, hai vị thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ đi qua dùng bữa hay không? Nào như tên dân đen nào đó, ăn một bữa cơm còn phải chạy ra ngoài gọi một phần cơm gà. Linh Quân xiên một miếng chân giò hun khói trong suốt lấp lánh, vừa ăn vừa nói, đặc sắc đặc sắc. Trận chiến đấu này tôi có thể nhớ lại thật lâu, ánh mắt của cậu không tệ, Nguyên Thủy vẫn là rất có thiên phú. Chẳng qua, cậu cảm thấy hắn trận chiến cuối cùng ngày mai có mấy phần thắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra nét suy nghĩ, nói, chỉ từ thực lực cứng mà nói, hai thành, cộng thêm đạo cụ mạnh, ba thành, nhưng hắn có một trái tim cường giả, thêm một thành nữa, bốn phần thắng. Quả nhiên không đến một nửa, khả năng thua lớn hơn nữa. Linh Quân thở dài, bỗng nhiên, kinh ngạc nói, cậu vừa rồi nói trái tim cường giả. Cậu rất ít dùng cường giả để hình dung rác rưởi. Phó Thanh Dương ăn thịt nướng, thong thả bình thản nói, hắn không giống với các người, hắn không phải rác rưởi. Linh Quân ngẩn ra. Phó Thanh Dương bình thản giải thích, tôi vẫn luôn cho rằng, thiên phú cùng cường giả không có quan hệ trực tiếp, chỉ cần có một trái tim cường giả, cho dù là con kiến, cũng đáng kính nể. Trái tim cường giả ở chỗ vĩnh viễn không bỏ cuộc, ở chỗ quyết chí tự cường, ở chỗ trong nghịch cảnh vượt khó mà lên. Tôi từ đường hầm xà linh bắt đầu quan sát, cho tới bây giờ, không hề nghi ngờ, Nguyên Thủy giống với tôi, có được một trái tim cường giả. Lúc này, một em gái tai thỏ đang cầm điện thoại di động, đi giày cao gót, cất bước nhỏ gấp gáp tới bên cạnh bàn, cung kính nói, thiếu gia, điện thoại của tộc lão. Màn hình điện thoại di động biểu hiện người gọi tới lão bất tử số 2. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, buông đồ ăn xuống, chậm rãi dùng khăn ăn lau tay, cầm lấy điện thoại di động, nhận cuộc gọi. Nghe xong một lát, sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, khóe mắt hơi co giật. Linh Quân trong mơ hồ nghe thấy trong loa truyền đến đôi câu vài lời, ngươi đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cao tầng Bạch Hổ binh chúng hướng gia tộc hỏi trách, hy vọng ngươi khai thật ra, bằng không tổ điều tra phải vào phó gia. Ngươi hồ đồ nha, sao có thể lưu lại nhược điểm lớn như vậy? Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn? Phó gia rất sốt ruột, bọn họ suy đoán Phó Thanh Dương có thể trong lúc vô ý hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một ít chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như làm nhục nữ cấp dưới này, ví dụ như quan hệ nam nữ bừa bãi này, hoặc là hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương càng thêm nghiêm trọng. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao nói ra thân bại danh liệt, trục xuất Bạch Hổ binh chúng loại lời. Lẽ ghê người này, hội tộc lão hy vọng Phó Thanh Dương có thể thẳng thắn sai lầm của mình, bọn họ còn nắm chặt thời gian vận hành thao tác, xem có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hay không. Phó Thanh Dương yên lặng cúp điện thoại, vẻ mặt lãnh khốc vô tình, trầm giọng nói, tôi thu hồi lời vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rác rưởi. Trong lúc ngủ mơ khí tức Trương Nguyên Thanh nghẹt lại, cảm giác có cái gì vừa mềm vừa đàn hồi, hung hăng nện ở ngực bụng mình. Giang Ngọc Nhị ngươi có phiền hay không hả, lại ngồi lên bụng ta. Trương Nguyên Thanh mắt không mở, đã biết là dì trẻ đang chọc ghẹo hắn. Trong không khí mùi thơm nhạt mà kéo dài, là mùi riêng trên người dì trẻ. Ăn cơm thôi. Khi nói chuyện, Giang Ngọc Nhị nhấc mông lên, dùng sức ngồi xuống. Đổi là trước kia, hắn khẳng định đã bị đặt mông ngồi tắt thở. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra,
vừa ngáp vừa đánh giá dì trẻ. Cô ăn mặc rất đẹp, mặc là áo thun nữ lộ vai, phối hợp một cái quần ống rộng dài chạm đất cạp cao. Bộ đồ này mang bộ ngực no đủ cùng vòng eo mảnh mai thể hiện ra. Mặt khác, cô còn kẻ mắt, chuốt lông mi, đánh một tầng phấn nền nhạt. Dì hôm nay lên cơn thần kinh rồi. Trương Nguyên Thanh rời tầm mắt ra. Phụ nữ trang điểm cùng không trang điểm, hoàn toàn là hai người khác nhau. Dì trẻ không trang điểm đã là xinh đẹp như hoa, cô trang điểm xong quả thực vưu vật nhân gian. Giang Ngọc Nhị hơi nghiêng người, ngã vào bên người Trương Nguyên Thanh, than thở, hôm nay được nghỉ, bị Vu bà đen lòng trong nhà phái đi xem mắt. Trương Nguyên Thanh nhướng nhướng mày, dì trẻ ngày thường xem mắt đều là mặt mộc, cũng không chú ý ăn mặc trang điểm. Xem ra đối tượng xem mắt hôm nay khiến cô rất hài lòng, cho nên cần ăn mặc trang điểm. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 644, trận chiến, cuối cùng 1. Dì trẻ lại thở dài, nhà trai là đứa cháu bà con xa mợ mày, hẳn là tính đứa cháu bà con xa đi, dù sao có chút quan hệ họ hàng, mợ mày tự mình áp giải dì đi, còn ép dì trang điểm. Khó được ép dì phương diện xem mắt, bà ngoại cùng mợ thống nhất chiến tuyến. Trương Nguyên Thanh hỏi, thế nào, hài lòng không? Hài lòng nha, dì rất hài lòng đối với cà phê của tiệm đó. Dì trẻ gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thất vọng, ai, lại chưa thể gả dì đi, đáng tiếc, dì cứ ở nhà thành bà cô tổ đi. Dì trẻ nghe vậy, duỗi cái lưng nhỏ, lại cưỡi lên, một tay đè lại ngực cháu trai, một tay nắm đấm, tạo dáng đánh hổ, kêu lên, tiểu nghiệt xúc, dì hôm nay phải đánh chết mày. Trong đấm đá quậy phá ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trốn về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động xem tin tức. Phần mềm chat biểu hiện có mấy chục tin nhắn chưa đọc. Đại bộ phận đều là tin nhắn chúc mừng, có Tạ Linh Hy, có các đội trưởng khu Khang Dương, có tán tu hoang dã quen biết. Tiểu viên cũng trả lời hắn một tin nhắn, tôi không tin, gạt người, không tin. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy tin nhắn này, theo bản năng tức giận, cảm thấy nhân phẩm của mình bị nghi ngờ, kệ gì tin hay không. Hắn nhập vào tin nhắn này, bỗng nhiên ngón tay cứng đờ, phản ứng lại, dì tiểu viên trả lời vậy, là một loại thái độ chúng ta tán gẫu đi, à, thật sao, cậu mau nói cho tôi. Mà không phải nói chuyện phiếm điểm đến là dừng giữa bạn bè bình thường. Trương Nguyên Thanh yên lặng xóa nội dung chưa gõ xong, thầm nhủ, phải nhớ kỹ đạo sư cuộc đời dạy bảo, trả lời đối với phụ nữ, một đọc hai nghĩ ba phân tích. Nếu thật sự nghĩ không ra nội dung trả lời, vậy thì gửi trái tim. Trương Nguyên Thanh gửi trái tim trước, sau đó mở ra laptop, đăng nhập diễn đàn chính phủ. Trên diễn đàn nhất định có các hành giả chính phủ đánh giá đối với chiến đấu hôm nay, cùng dự, đoán đối với trận chiến cuối cùng ngày mai, có thể chụp màn hình gửi cho tiểu viên. Đồng thời, đối với Triệu Thành Hoàng, mình khẳng định không hiểu biết nhiều như hành giả khác của nhà nước, bởi vậy một ít đánh giá, dự đoán của bọn họ rất có giá trị tham khảo. Hắn vốn cho rằng bài đăng ghim sẽ là chấn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn lật ngược thế cờ, chiến một trận thành danh, không hổ là người đàn ông điên đảo chúng sinh. Hoàn toàn không ngờ, bài đăng ghim trên cùng diễn đàn thật ra là trải qua tổng bộ quyết định, thông báo phê bình xử phạt cho tuyển thủ top 8 giai đoạn siêu phàm. Trong phó bản quyết đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu làm động tác bất nhã, Triệu Thành Hoàng, Thổ Địa Công, Tôn Miểu Miểu, Viên Đình, Thiên Hạ Quy Hỏa, Thanh Tùng Tử, Âm Si, ùn ùn làm theo. Sau chuyện, 8 người không lấy làm nhục, ngược lại cho là vinh, liên tiếp làm ra động tác bất nhã, vi phạm thuần phong mỹ tục, làm xấu hình tượng chính phủ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trải qua tổng bộ quyết định, thông báo phê bình xử phạt cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, khấu trừ thưởng giữa năm, thưởng cuối năm, cùng tiền thưởng quý này, khấu trừ 3 tháng tiền lương. Cho 7 người còn lại thông báo phê bình xử phạt, trừ thưởng cuối năm, trừ 2 tháng tiền lương. Mong quần thể đồng nghiệp lấy làm răn đe, duy trì bảo vệ hình tượng chính phủ là trách nhiệm chung của chúng ta. Thiên Hạ Quy Hỏa, rõ ràng đều là lỗi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta là bị ép bất đắc dĩ, dựa vào cái gì trừ tiền chúng ta. Âm Si, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nên gánh vác toàn bộ trách nhiệm sao? Thanh Tùng Tử, tên khốn này, khu bình luận số like nhiều nhất là 3 bình luận này. Năm rộng tháng dài, ha ha ha, ta biết ngay phải xử phạt, bọn họ làm ra loại chuyện đồi phong bại tục đó, quan phương khẳng định phải đưa ra xử phạt, đưa ra thái độ.
những ngày gian khổ, chỉ trừ tiền lương cùng thông báo phê bình à. Buổi sáng xem sắc mặt các trưởng, lão, bộ dáng hận không thể khai trừ bọn họ. Hà Tuyết trắng sữa, lúc ấy chỉ sợ là thật sự muốn khai trừ, sau khi bình tĩnh lại thì không nỡ. Nói đi cũng phải nói lại, tụt quần âm thi loại chuyện này, ảnh hưởng quả thật không tốt, bọn họ lại là tuyển thủ top 8, trên trình độ nhất định đại biểu thể diện chính phủ. Tổng bộ khẳng định phải tỏ thái độ, trừ tiền lương tiền thưởng loại trừng phạt không đau không ngứa này, chỉ là thể hiện ý tứ chút. Jenny đa tình, đáng tiếc, bọn họ cởi qua cởi lại, chỉ cởi của âm thi không cởi chính mình, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bà đây mong hụt mấy lần. Lại trừ tiền lương, địch, mọi người đi làm việc không phải vì kiếm tiền sao? Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt, thầm nhủ may mà mình có tiền lương của Bạch Hổ Vệ. Mặt khác, tiền thưởng thi đấu lôi đài cũng có không ít, tuy thưởng 3 hạng đầu là đạo cụ, nhưng Trương Nguyên Thanh nghe được. Chỉ cần tiến vào 10 hạng đầu, phân bộ địa phương đều sẽ thưởng tuyển thủ một khoản tiền thưởng. Sau khi đọc bình luận mấy phút, hắn rời khỏi bài đăng này, tiếp tục kéo xuống, nhìn thấy rất nhiều bài đăng tương quan với chiến đấu hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 645, Trận chiến cuối cùng 2. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mạnh rồi, sau hôm nay, hắn chính là nam thần của ta. Từ phó bản lại bàn qua về năng lực bố cục của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ tụt quần đến tập kích ngực, chiêu số của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoang dại bao nhiêu. Thiên phú chiến thuật đáng sợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai có lẽ có thể đặt song song với tứ đại công tử. Trương Nguyên Thanh mang những bài đăng này, cùng với bình luận bên dưới thổi phồng hắn chụp ảnh màn hình gửi cho tiểu viên, cái tập kích ngực kia không chụp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ tin chưa, dì tiểu viên, ở trong phó bản tôi chính là vô địch. Dì ma pháp tiểu viên, cũng không tệ. Mỉm cười dì ma pháp tiểu viên, nói một chút quá trình thi đấu, tôi rất tò mò vì sao trong bình luận có người nói, muốn xem cậu cởi quần. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này sao, cái này sao? Hắn đang nghĩ lướt qua như thế nào, bỗng nhiên nhớ tới đạo sư cuộc đời từng nói một câu, tuy phụ nữ luôn thích treo thành thục tin cậy ở bên miệng. Cũng lấy cái này đốc thúc đàn ông, nhưng họ thật ra cũng không phải thật sự thích đàn ông thành thục ổn trọng. Các cô ngoài miệng đối với nam tử mồm mép khinh thường để ý, lại luôn như thiếu thân lao đầu vào lửa đối với bad boy nói chuyện dễ nghe, khôi hài hài hước. Đạo sư cuộc đời tổng kết, ở trên cuộc sống việc nhỏ miệng lưỡi trơn tru, có thể tăng tiến hảo cảm phụ nữ. Ở lúc không biết trả lời vấn đề của đối phương như thế nào, miệng lưỡi trơn tru có thể khiến cậu thoải mái qua ải. Trương Nguyên Thanh phúc trí tâm linh, trả lời, lần trước không phải đánh cược với dì tiểu viên sao, nếu có thể vào 3 hạng đầu, dì tiểu viên liền lăn giường với tôi. Vì thế, tôi ở trong phó bản đại phát thần uy, lấy 1-7, thiếu chút nữa đã bị đào thải, nhưng nghĩ đánh cược với dì tiểu viên, tôi phẫn nộ xé rách quần áo. Không áp chế lực lượng hồng hoang của mình nữa, rốt cuộc xử lý 6 đối thủ, chỉ để lại một mình Triệu Thành Hoàng, chuẩn bị ngày mai lại đánh hắn. Đại khái chính là vì như vậy, cho nên các nữ lưu manh háo sắc kia mới chờ mong tôi cởi quần đi. Bên kia không có tiếng động, qua hồi lâu, dì ma pháp tiểu viên, cút. Nguyên Thủy Thiên Tôn, được rồi, đêm nay tôi liền qua lăn giường. Dì ma pháp tiểu viên, dám đến sẽ giết cậu. Trương Nguyên Thanh cười hề hề, gửi một chuỗi icon háo sắc, sau đó chuyên tâm đọc diễn đàn. Hắn rất nhanh đã tìm được một bài đăng đoán trước chiến đấu ngày mai, phân tích trận chiến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến Triệu Thành Hoàng. Rốt cuộc ai có thể cười tới cuối cùng? Bình luận bên dưới nhiều ra ngoài dự liệu. Trương Nguyên Thanh nhấn vào bài đăng đọc qua, mới phát hiện người gửi bài là Văn Uyên các đại học sĩ. Vị học sĩ này sinh động ở trong diễn đàn rất có chiêu trò, bởi vậy ở trong hành giả chính phủ có trọng lượng lời nói nhất định. Đại học sĩ ở trong bài đăng phân tích giản lược đối chiếu chiến lược của Triệu Thành Hoàng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngại bởi khế ước, chúng tôi không thể bày ra số liệu chi tiết, nơi này phân tích đơn giản một lần ưu khuyết của hai bên. Đầu tiên là cấp bậc, hai tuyển thủ đều là cấp 3, nhưng một người sơ kỳ một người hậu kỳ, trên cấp bậc Triệu Thành Hoàng chiếm ưu thế. Tiếp theo là đạo cụ, dựa theo lệ thường, hàng năm trận đấu cạnh tranh quán quân, đạo cụ đều sẽ bị hạn chế ở trong vòng 3 món. Triệu Thành Hoàng là chất của Triệu trưởng lão Thái Nhất Môn, tôi đoán 3 món đạo cụ của hắn đều là phẩm chất cực cao cái loại đó. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn,
Hắn ở trong trận đấu hôm nay sử dụng hai đạo cụ chưa bao giờ được đại chúng biết, cực kỳ mới lạ thú vị, không thể không nói. Số lượng dự trữ đạo cụ của hắn quả thật phong phú, không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S, nhưng hắn tựa như thiếu loại đạo cụ cấp bậc đòn sát thủ kia. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào năng lực của mình, đạt được điểm cao nhất của phần thưởng phó bản, ngày mai có đạo cụ mạnh phụ trợ, ít nhiều kéo lại một ít ưu thế. Cuối cùng là từ thực lực cứng của bản thân phân tích, Triệu Thành Hoàng có được âm thi cường đại, hơn nữa có được kỹ năng tăng phúc bản thân đáng sợ. Người từng xem trận đấu đó đối chiến Khương Tinh Vệ biết tôi chỉ cái gì, mấu chốt nhất là linh phó của hắn chưa xuất hiện, mọi người đừng cho rằng linh phó bình thường kia là toàn bộ của Triệu Thành Hoàng. Theo tôi biết, Triệu Thành Hoàng có một linh phó bí mật, hiếm khi sử dụng, cái này có lẽ sẽ trở thành đòn quyết định thắng bại ngày mai. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên phú của hắn ở chỗ chí mưu, vượt qua phó bản, trận chiến cuối cùng nếu vẫn là hình thức phó bản, phần thắng của hắn sẽ tăng lên, nếu là hình thức thi đấu lôi đài. Vậy chỉ có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thời vận không đủ. Tóm lại, cái nhìn của bản thân tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Triệu Thành Hoàng, thắng bại tỷ lệ 3-7. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 646, trận chiến cuối cùng 3. Mình nhớ Tôn Miểu Miểu từng nói, Triệu Thành Hoàng có một linh phó bí mật, văn uyên các đại học sĩ này cũng nói như vậy. Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, căn cứ ý tưởng tính toán kỹ càng, gửi một tin nhắn cho Viên Đình, viên đội trưởng, anh biết linh phó bí mật của Triệu Thành Hoàng là cái gì không? Tin nhắn gửi ra, hồi lâu không có ai đáp lại. Trương Nguyên Thanh dứt khoát gọi điện thoại qua, kết quả tổng đài nhắc nhở tắt máy. Viên đội trưởng sẽ không bị diệt khẩu rồi chứ? Hắn có chút chột dạ lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm chat, ở trong group Bạch Hổ Vệ đặt câu hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các đại lão biết linh phó bí mật của Triệu Thành Hoàng là cái gì không? Hữu Phượng Lai Nghi, không biết. Linh Quân, không quan tâm. Thất Thứ Lang, cậu dựa vào cái gì cho rằng chúng tôi sẽ chú ý một tên thần dạ du cảnh giới siêu phàm? Thiếu chút nữa quên, Bạch Hổ Vệ ai cũng cảnh giới thánh giả. Trương Nguyên Thanh yên lặng ôm mặt. Tiểu Não Phủ, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu, nhưng thời gian không kịp, ngày mai đã là trận chiến cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiểu Não Phủ, không cần nữa, cảm ơn. Vẫn là Tiểu Não Phủ tương đối thành thục đáng tin cậy nha. Mình không phải phụ nữ, mình thật sự thích đàn ông thành thục đáng tin cậy. Trương Nguyên Thanh đang muốn rời khỏi diễn đàn tán gẫu, bỗng thấy Linh Quân nhắc tới hắn. Linh Quân, trận đấu ngày mai lượng sức mà làm, hạng 2 rất không tệ, đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Hữu Phượng Lai Nghi, tôi cảm thấy đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư không kém gì dày hậu thổ, hạng 2 là được rồi. Mọi người không dìm, ngược lại an ủi Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo hắn không cần có áp lực tâm lý quá lớn, bảo trì tốt tâm tính nghênh đón chiến đấu ngày mai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm ơn mọi người, cảm ơn Bách Phu Trưởng. Hữu Phượng Lai Nghi, vì sao phải cảm ơn bang chủ, hắn cũng chưa đi ra cổ vũ cậu. Linh Quân, tiểu tử này am hiểu nịnh nọt, dựa vào công phu liếm, độc hưởng ân sủng bang chủ, cô xem hắn ở trong phó bản bố trí bang chủ như vậy, họ phó cũng nhịn. Thất Thứ Lang, Khạc Phu cái này không phải nịnh nọt, đây là xã giao. Trương Nguyên Thanh tắt group chat, từ trong ngăn kéo lấy ra bút ký, cầm lấy bút trong ống đựng bút, bắt đầu viết kế hoạch chiến đấu ngày mai. Danh ngạch sử dụng 3 món đạo cụ, với hắn mà nói, lợi lớn hơn hại, bởi vì nếu muốn đấu đạo cụ, hắn quá nửa không đấu lại được Triệu Thành Hoàng có cụ là chúa tể. 3 món đạo cụ này phải khắc chế ưu thế của Triệu Thành Hoàng. Mình thực lực không bằng hắn, đây là sự thật, cho nên phải vận dụng tốt chiến thuật. Hắn mở ra bút ký, múa bút thành văn. Kinh thành, một tòa tứ hợp viện tìm yên tĩnh trong náo nhiệt. Triệu trưởng lão áo bào đen, mái tóc đen cắm châm gỗ ngồi ở dưới tàng cây hòe uống trà. Triệu trưởng lão là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, người thời đại dân quốc, bối phận so với Tôn trưởng lão còn cao hơn, thực lực đương nhiên cũng càng mạnh hơn. Trận chiến cuối cùng ngày mai là thi đấu lôi đài, có lợi đối với cháu, có tự tin đoạt giải quán quân hay không? Triệu trưởng lão nhấp ngụm nước trà, giọng điệu không nhanh không chậm. Triệu Thành Hoàng đối diện bàn trà, ưỡn thẳng lưng, trầm giọng nói, ó. Triệu trưởng lão lộ ra vẻ mặt hài lòng,
cháu tích lũy đối với thái âm lực đã đến cực hạn. Lần này thi đấu lôi đài kết thúc, cháu liền tham gia phó bản giết chóc, tấn thăng tinh quan. Trước khi vào phó bản giết chóc, có Nguyên Thủy Thiên Tôn làm đá mài đao của cháu, cũng không tệ. Nhưng phải nhớ kỹ đường bản thân cháu đi, lấy thái âm làm căn bản, một điểm này cực kỳ quan trọng, hiểu chưa? Triệu Thành Hoàng gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự nghi hoặc. Cụ, bây giờ có thể nói cho cháu biết vì sao phải đình trệ ở giai đoạn siêu phàm, rèn luyện thái âm không? Hắn đã sớm muốn tấn thăng thánh giả, là cụ cưỡng chế hắn. Triệu trưởng lão trầm giọng nói, thần dạ du không giống với nghề nghiệp khác, thái âm, tinh quan, thái dương, ba loại lực lượng đồng nguyên đồng căn, lại phân biệt rõ ràng. Đến cảnh giới chúa tể, phải chọn một loại trong đó làm căn cơ, như vậy mới có khả năng tiến thêm một bước. Cảnh giới chúa tể tiến thêm một bước, đó chính là cảnh giới kia của môn chủ. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, cháu đã hiểu. Hắn vẫn như cũ không rõ nguyên lý trung tâm, nhưng biết nguyên nhân làm như vậy là đủ rồi. Hôm sau, 9 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ăn mặc chỉnh tề, nâng tay đè chặt bả vai Âm Thi, trong túi nhét viên thuốc nhỏ màu lam, nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Phó bản đang mở ra, trận đấu này là trận chiến cuối cùng. 30 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là lôi đài sinh tử, đánh số 3371. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, trận chiến cuối cùng 4. Cấp bậc độ khó, chưa biết. Loại hình, nhiều người, loại không tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại kẻ địch, luận võ luận bàn, điểm đến là rừng. Ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không, thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 3371, phó bản này là phó bản bang phái Bạch Hổ binh chúng, đã bị vượt qua. Trương Nguyên Thanh hoa mắt, cảnh vật từ mơ hồ đến rõ ràng, hắn thấy bầu trời xanh thẳm, cùng từng hàng khán đài, cùng với khán giả ngồi ở ghế. Hắn một lần nữa tới giác đấu trường, nhưng một lần này trực tiếp xuất hiện trên lôi đài, cách mười mấy mét, là Triệu Thành Hoàng một thân áo đen quần đen, lạnh lùng đẹp trai. Người xem trận đấu có hơi nhiều nha, so với mấy ngày hôm trước còn nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, hầu như không nhìn thấy chỗ trống, trừ một ít hành giả chính phủ đang trực, ai có thể đến cơ bản đều đã đến. Người các đại linh cảnh thế gia cũng đến đây không ít, đồng thời còn bao gồm thành viên một ít tổ chức dân gian, tổ chức phụ thuộc, quan hệ thân mật với chính phủ. Mà trên ghế trưởng lão, nhân số trưởng lão, từ ban đầu vừa vặn vượt qua 10 vị, biến thành tiếp cận 20 vị. 5 vị minh chủ vẫn như cũ chưa xuất hiện. Hai người vừa ra sân, khán giả liền bộc phát ra tiếng hô kinh người. Cửa ải thứ ba trận chiến cuối cùng là thi đấu lôi đài à? Ô, tuy hai người quyết đấu võ đài hợp lý nhất, nhưng như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không có ưu thế nữa. Lão tử còn chờ mong làm một lần phó bản chiến đấu nữa, vừa kích thích vừa đặc sắc, lại có lợi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta xem Văn Uyên các đại học sĩ ở trên diễn đàn phát bài đăng, nếu trận chiến cuối cùng là lấy phó bản yêu cầu cao độ bắt đầu, vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể trở thành ngựa ô. Nghĩ một chút cũng không có khả năng nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt được đạo cụ mạnh, lại lấy phó bản yêu cầu cao độ bắt đầu, không công bằng đối với Triệu Thành Hoàng. Chờ mong trận chiến cuối cùng, một trận chiến này khẳng định vô cùng đặc sắc. Cũng có khả năng nhanh chóng kết thúc, ngươi chưa xem bài đăng phân tích của đại học sĩ sao? Triệu Thành Hoàng từ cấp bậc đến đạo cụ, lại đến âm thi, linh phó các phối trí này, mọi phương vị nghiền áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng hóa quỷ bùng nổ ra chiến lực, có thể sánh vai thánh giả sơ cấp, lại có một âm thi cấp 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy cái gì để thắng? Ngày hôm qua trong thi đấu phó bản Nguyên Thủy Thiên Tôn quá chói mắt, khiến ta thiếu chút nữa cho rằng Triệu Thành Hoàng cũng chỉ có vậy mà thôi, xem xong diễn đàn phân tích mới phản ứng lại. Trận đấu còn chưa bắt đầu, khán giả đã sốt ruột không chờ được bắt đầu trao đổi. Cục cưng, bọn họ cũng không xem trọng Nguyên Thủy ca ca của con kìa. Tạ Mụ Mụ nói, ngày hôm qua bảo con hỏi chưa? Tạ Linh Hy lắc đầu, Nguyên Thủy ca ca không cần chúng ta giúp đỡ đạo cụ, nói thà rằng thua cũng sẽ không sử dụng. Tạ Mụ Mụ ngày hôm qua liên lạc hội tộc lão Tạ gia, quyết định cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn vài món đạo cụ. Hội tộc lão vừa nghe Linh Hy nha đầu qua lại với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều rất vui vẻ, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Vì thế hội tộc lão Tạ ra cho 3 món đạo cụ để Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn lựa. Món thứ nhất là tơ hồng tình yêu, người sử dụng buộc đạo cụ vào trên người mục tiêu, liền có thể khiến mục tiêu sinh ra hảo cảm đối với bản thân. Cùng ở trong nửa giờ yêu mình, tơ hồng chỉ có nhạc sĩ giai đoạn thánh giả có thể cởi, nghề nghiệp khác không được. Đạo cụ trả giá, tình yêu là song hướng. Khi mục tiêu yêu ngươi, ngươi cũng sẽ không thể tự rút ra được đối với mục tiêu. Món thứ hai là làn váy của mẹ, tên như ý nghĩa, là một cái váy phụ nữ. Sau khi mặc váy vào, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều sẽ hóa thành bài hát du con, thôi miên mục tiêu. Đạo cụ trả giá, trong 36 giờ, không có thuốc chữa trở thành một người mẹ nam giới. Món thứ ba là kèn phấn chấn, thổi kèn, có thể khiến bản thân hưng phấn, tăng lên 20% chiến lực. Đạo cụ trả giá, sau nửa giờ, lâm vào trạng thái tinh thần uể oải. Tạ Mụ Mụ hít vào một hơi, không tiếp nhận ý tốt của Tạ gia chúng ta, vậy không có cách nào rồi. Cục cưng, hắn có thể thắng sao? Mụ Mụ là bỏ 2 triệu cược hắn thắng. Tạ Linh Hy vẻ mặt chấn động nhìn mẫu thân, mẹ, mẹ nếu nhiều tiền quá, cho con đi, cần gì ném tiền qua cửa sổ. Tạ Mụ Mụ như bắt được sơ hở của con gái Bạch Liên Hoa, liếc nhìn cô, cho nên con cũng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thua sao. Tạ Linh Hy trầm mặc một phen, con đương nhiên rất có lòng tin đối với Nguyên Thủy ca ca, nhưng Triệu Thành Hoàng cũng không phải ăn chay. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 648, trận chiến cuối cùng năm. Có lòng tin không đại biểu nhất định có thể thắng nha, cô ở trong lòng bổ sung một câu. Tôi ở chợ đen cược Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng, tỷ lệ cược của cậu ta là 1 giờ 6 phút, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thắng, đây chính là vụ làm ăn lợi nhuận dày nhất của tôi năm nay. Ngài Bill nói, Annie bên cạnh nói, nếu thua thì sao? Cô hôm nay mặc quần bò bó sát người cực giàu sức đàn hồi, áo tối màu, mái tóc lấp lánh như vàng xõa ra, khuôn mặt trắng nõn, mắt lam quyến rũ, đặc biệt quyến rũ động lòng người. Đàn ông xung quanh thỉnh thoảng ném đến ánh mắt si mê nóng rực. Vậy cũng chỉ là tổn thất 5 triệu mà thôi. Ngài Bill nhún nhún vai. Cái này không phù hợp phong cách cẩn thận chặt chẽ của ông, Annie nói. Hắn ngày hôm qua hỏi tôi mua viên thuốc trị liệu linh hồn bị thương, chính là loại kia Trần Thục hỏi mua tôi, một lần mua lượng 1 năm, chưa trả tiền. Ngài Bill nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho tôi biết, hắn nhất định có thể thắng, nếu thắng, phí dụng viên thuốc miễn hết, nếu thua, tiền đặt cược hắn trả. Thay tôi, cùng trả tiền thuốc. Tôi đã đồng ý, cái này gọi là mạo hiểm thu hoạch đối xứng. Hay cho một cái mạo hiểm thu hoạch đối xứng. Hữu Phượng Lai Nghi nhìn về phía Linh Quân bên cạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng, anh kiếm 3 triệu. Triệu Thành Hoàng thắng, anh kiếm 1 triệu, dù sao là ăn chắc. Cô quay sang nhìn về phía cái ót Phó Thanh Dương, bang chủ, anh cược ai? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi không cược. Hữu Phượng Lai Nghi vui mừng nói, bang chủ không hổ là bang chủ, từ chối nội dung độc hại, năng lượng tích cực. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi là nhà cái, tôi mở cược ở trong group trưởng lão rồi. Linh Quân mắt sáng ngời, các trưởng lão cược như thế nào? Các trưởng lão ngẫu nhiên cũng sẽ chơi cá độ một chút, bình thường các tiểu bối là không tham dự vào. Nhưng Phó Thanh Dương là trưởng lão điều động nội bộ, tấn thăng là vấn đề thời gian, đồng thời, hắn có tiền, cho nên mở cược ở group trưởng lão. Phó Thanh Dương tùy tay bán các trưởng lão, Thái Nhất Môn đều mua Triệu Thành Hoàng, trưởng lão Ngũ Hành Minh, đại bộ phận đều mang tính tượng trưng cược chút cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, cược số tiền lớn cho Triệu Thành Hoàng. Nguyên Thủy nếu thắng, tôi có thể kiếm được kinh phí hoạt động cho Bạch Hổ Vệ 5 năm tương lai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định có thể thắng. Một đám Bạch Hổ Vệ phía sau đồng thanh. Trên sân, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, đinh, ngài có thể lĩnh chiến giáp bất khuất, lĩnh hay không? Lĩnh, đinh, lĩnh thành công, chiến giáp này không chiếm danh ngạch đạo cụ sử dụng. Một giây sau, trong ô vật phẩm có thêm một bộ chiến giáp, nó do 5 bộ kiện tạo thành, giáp ngực, giáp váy, mũ giáp tay, chiến đao. Trương Nguyên Thanh lấy ra chiến giáp, nhìn một lần thuộc tính của chiến giáp, giáp ngực công năng là thuần phòng ngự, giáp váy là phòng ngự yếu tăng phúc công năng hạ bàn. Cái gọi là công năng hạ bàn chính là lực eo hông cùng năng lực đứng tấn. Người mặc có thể hóa thân máy đóng cọc,
có thể hữu hiệu ngăn chặn các loại tình huống như bị một quyền đánh bay. Mũ giáp là phòng ngự linh thể, giáp tay tăng phúc lực cánh tay, chiến đao thì tăng lên năng lực tấn công. Mặc chiến giáp này, mình hẳn là có thể vật lộn cùng Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, hơn nữa không rơi vào thế yếu. Trương Nguyên Thanh nghĩ, sau đó thao túng vong giả số 1 bắt đầu mặc chiến giáp. Chiến giáp phải do Âm Thi mặc, đây là kế hoạch chiến đấu ngày hôm qua đã viết sẵn. Nếu vong giả số 1 không có chiến giáp, kết cục sẽ chỉ là bị Âm Thi cấp 4 đánh nổ. Đến lúc đó, Trương Nguyên Thanh liền phải đối mặt Triệu Thành Hoàng cùng Âm Thi cảnh giới thánh giả vây công. Nhất định một cây chẳng chống vững nhà. Dùng một bộ chiến giáp, một Âm Thi, xóa đi một trong những chỗ dựa mạnh nhất của Triệu Thành Hoàng, rất có lời. Về phần chiến đao, Trương Nguyên Thanh quyết định tự mình sử dụng, như vậy liền không cần sử dụng lưỡi dao khát máu, tiết kiệm một danh ngạch đạo cụ sử dụng. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Âm Thi chiến giáp. Lựa chọn rất thông minh, như vậy Âm Thi của hắn có thể đối kháng Âm Thi của Triệu Thành Hoàng rồi. Nói là nói như vậy, nhưng bản thân hắn phải đối phó Triệu Thành Hoàng như thế nào? Triệu Thành Hoàng sau khi hóa quỷ, chiến lực áp sát cảnh giới thánh giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du, có thể dùng dạ du để đấu mà. Lúc khán giả chỉ điểm Giang Sơn, trưởng lão kiếm khách mặc áo giáp bước về phía lôi đài, cao giọng nói, yên lặng. Tiếng người hỗn độn ồn ào nhất thời yên tĩnh. Kiếm khách mặc giáp tiếp theo tuyên bố, trận chiến cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến Triệu Thành Hoàng, bắt đầu. Theo tiếng bắt đầu này, khán giả nghe thấy được trái tim mình đập điên cuồng thình thịch, mọi người đều khẩn trương kích động hẳn lên. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 649, trận chiến cuối cùng 6. Bọn họ có người chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chiến thắng Triệu Thành Hoàng, trở thành ngựa ô của thi đấu lôi đài kỳ này. Có người chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chống đỡ lâu một chút, đừng thua quá nhanh. Có người khát vọng Triệu Thành Hoàng có thể nghiền áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết thúc chiến đấu, để bọn họ kiếm một khoản lớn. Triệu Thành Hoàng mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng khí chất cao quý, liếc một lần Âm Thi mặc chiến giáp, giơ tay, búng ngón tay tách, nói, đi. Âm Thi cấp 4 cũng mặc áo đen quần đen, trong mắt sáng lên màu đỏ tươi, lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng màu đen. Trương Nguyên Thanh nguy nga bất động, cũng búng ngón tay, chơi hắn. Trong tiếng lân giáp va chạm, vong giả số 1 như chó hoang tuột xích lao ra, đón đầu kẻ địch. Hai Âm Thi nhanh chóng tới gần, đều tự kéo nắm tay về, tung cú đấm thẳng. Ầm. Hai nắm tay va chạm, bật ra tiếng nổ vang thanh thúy, luồng khí bỗng nhiên rung động như gợn sóng. Bịch bịch bịch. Âm Thi cấp 4 lảo đảo lui về phía sau, cánh tay phải tạo dáng kéo căng, như là có lực lượng vô hình đẩy cánh tay phải. Tiếp đó kéo toàn thân lui về phía sau. Mà thân thể vong giả số 1 bật ngửa ra, nửa thân dưới lại nguy nga bất động, hạ bàn vững như bàn thạch. Vong giả số 1 eo lưng phát lực, kéo thân trên về, một đôi giáp tay vàng lên ong, tích tụ năng lượng, nó bật hai đầu gối, lao về phía Âm Thi đang lùi. Phanh, 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 nắm tay nhanh như sấm sét đánh ra như mưa rơi, một rồi lại một tiếng nổ vang lên. Đánh Âm Thi cấp 4 giơ ngang hai cánh tay lên, nỗ lực chống đỡ. Sau khi mặc chiến giáp, lực lượng và phòng ngự đuổi kịp, năng lực cận chiến của yêu mê hoặc có thể phát huy, bày ra năng lực tác chiến nghề nghiệp đỉnh phong nên có. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mở màn đã chiếm ưu thế, trên khán đài hoan hô như sấm dậy. Triệu Thành Hoàng liếc một lần Âm Thi bị động chịu đòn, không bận tâm, ngược lại khẽ cười một tiếng, như tôi dự liệu. Cậu quả nhiên mang chiến giáp dùng ở trên người Âm Thi, cho nên, cậu là tính lợi dụng dạ du đấu với tôi. Hai người cách hơn 10 mét đối thoại. Trương Nguyên Thanh nhíu mày hỏi lại, có vấn đề gì? Triệu Thành Hoàng hóa quỷ không có khả năng duy trì quá lâu, chỉ cần đối phương hóa quỷ, mình liền lập tức dạ du, áp dụng chiến thuật du đấu, kéo dài thời gian. Đây là phương thức ứng đối hiệu quả trên trả giá cao nhất. Triệu Thành Hoàng giọng điệu bình tĩnh, không có vấn đề, tôi chỉ là nói cho cậu, tôi đã đoán được một bước này, vậy tự nhiên sẽ làm ra bố trí tương ứng. Khi nói chuyện, hắn mở hai bàn tay, lấy ra món đạo cụ đầu tiên, từng làn sương mù ánh sáng xám xịt từ lòng bàn tay bốc lên, ngưng tụ thành một pho tượng đất nhỏ mặt mày mơ hồ. Bức tượng đất này có ngũ quan mơ hồ, tay chân thô ráp, giống như con rối bùn trẻ nhỏ tùy tay nặn.
nhưng nó lộ ra cảm giác dày nặng vô cùng, nhìn nó như thấy núi non. Bức tượng đất nhỏ nhộn nhạo lên những vòng gợn sóng màu vàng đất nhu hòa, chỗ gợn sóng đảo qua, mặt sàn đá cứng rắn nhanh chóng hóa cát, hình thành bờ cát mềm xốp. Trương Nguyên Thanh lui về hai bước, cúi đầu nhìn dấu chân mình dẫm ra, trong lòng rùng mình. Dạ du là không thể che giấu dấu chân, chiến đấu ở trên bờ cát, ẩn thân không có ý nghĩa. Muốn phá giải dạ du, có rất nhiều biện pháp. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không tính cho cậu cơ hội, cậu đã cho âm thi chiến giáp, vậy tôi liền tốc chiến tốc thắng. Hắn giọng điệu bình thản, vẻ mặt lại vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo. Lòng bàn tay nâng bức tượng đất nhỏ, Triệu Thành Hoàng hơi khom người, cơ thịt căng lên từng khối, trong họng phát ra tiếng gầm đau đớn. Sau vài giây gồng, thân, thể hắn bỗng nhiên cao lớn, làn da nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang kim loại. Giữa cơ bắp cuồn cuộn quấn quanh những sợi mạch máu màu đen, móng tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành quỷ chảo đen xì sắc bén. Bờ cát hắn đặt chân nhanh chóng nhuộm lên một tầng xương trắng, cũng hướng tới bốn phía lan tràn, khí tức âm hàn bao phủ toàn trường. Nhìn biến hóa trên sân, khán đài vang lên tiếng ồn ào náo động. Không phải chứ, hắn phạm quy rồi nhỉ, bức tượng đất kia là đạo cụ cấp thánh giả, cảnh giới siêu phàm không có năng lực khống thổ khoa trương như vậy. Trưởng lão, hắn phạm quy rồi. Ghế trưởng lão, gần 20 vị chúa tể im lặng không nói, chưa tỏ bất cứ thái độ nào. Triệu Thành Hoàng chưa phạm quy, phán đoán đạo cụ phạm quy hay không, một điều mấu chốt nhất là công năng đạo cụ. Ví dụ như lợi dụng đạo cụ giai đoạn thánh giả, trực tiếp sảng khoái đánh bại đối thủ, cái này khẳng định là phạm quy. Nhưng nếu là công năng loại phụ trợ, thì phải xem công năng đó cường độ như thế nào. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 650, xong rồi một. Năng lực hóa cát quả thật mạnh hơn thổ quái cảnh giới siêu phàm bình thường, nhưng còn chưa tới cảnh giới thánh giả, hơn nữa thuộc về công năng loại phụ trợ, không phải là trực tiếp đối địch. Mang đi so sánh, so với thủ đoạn ô nhiễm của Nguyên Thủy Thiên Tôn tính chất nhẹ hơn nhiều. Thấy kháng nghị không có hiệu quả, không ít hành giả ngũ hành minh nóng này, xong rồi, dạ du của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị khắc chế rồi. Đây là tượng đất lần trước lúc đối chiến Khương Tinh Vệ từng sử dụng, ta nhớ có năng lực phòng ngự không tệ. Thi triển hóa quỷ tăng phúc chiến lực, lại có tượng đất phòng ngự, Triệu Thành Hoàng đây là vừa mở màn đã dùng toàn lực, hắn tính tốc thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cộng, hắn muốn đánh mặt, ngũ hành minh chúng ta. Khán giả đều mang ánh mắt ném về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối mặt kẻ địch khó giải quyết như thế, hắn sẽ ứng đối như thế nào? Quả nhiên không dễ dàng như vậy, Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nghĩ. Đối phó hóa quỷ của Triệu Thành Hoàng, hắn bày ra ba kế sách ứng đối, đầu tư trên hiệu quả cao nhất là thi triển dạ du để đấu, nhưng chiêu này cũng là dễ dàng bị khắc chế nhất. Quả nhiên, Triệu Thành Hoàng chưa cho hắn cơ hội chui vào sơ hở, vậy thì sử dụng kế hoạch thứ hai. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra pháp bảo âm dương. Pháp bảo âm dương mở ra trên không, dưới thêu lửa, trên thêu sóng, lưng gánh âm dương. Từng dòng nước hư ảo từ khu vực màu đen của vòng thái cực phun trào, từng ngọn lửa màu đỏ từ khu vực màu trắng phun trào. Lửa cùng nước quấn quanh hạ xuống, hình thành một thái cực trận bao trùm phạm vi 30 mét. Mang Triệu Thành Hoàng cùng với hai âm thi bao vây trong đó. Đây là lần đầu tiên Trương Nguyên Thanh ở trước mắt bao người sử dụng trận pháp của pháp bảo này. Đây là một trong những đòn sát thủ của hắn. Trận pháp. Triệu Thành Hoàng nheo mắt, mắt thấy trận pháp nước lửa giao nhau thành hình. Hắn kiến thức rộng rãi không chút suy nghĩ, hướng bên ngoài nước lửa chạy như điên. Không thể bị nhốt ở trong trận pháp. Triệu Thành Hoàng thu hồi bức tượng đất nhỏ, hóa thành tàn ảnh. Không đến một hơi thở đã lao tới rìa của nước lửa đại trận, sau đó va vào trên một bức tường khí vô hình. Ông, hắn siết chặt cơ bắp phần lưng, cánh tay như trục truyền lực, đẩy nắm tay, đánh nhanh lên bức tường khí. Ở dưới bạo lực có thể đánh nứt sắt thép của hắn tàn phá, tường khí nổi lên từng vòng sóng nước, gợn sóng vừa nhanh vừa dày. Triệu Thành Hoàng khẽ biến sắc, sửa nắm đấm thành chảo, móng tay đen nhanh sắc bén tì chặt bức tường khí, cao mạnh một cái. Gợn sóng của bức tường khí tăng tốc lần nữa, nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, vỡ tan. Trong lòng Triệu Thành Hoàng trầm xuống,
Móng vuốt của hắn có thể so với một ít đạo cụ phá giáp, lại không thể làm gì được đối với bức tường. Kha kha, đột nhiên, tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền đến. Triệu Thành Hoàng nhanh chóng lấy ra bức tượng đất nhỏ, nâng ở lòng bàn tay, có chút thong thả quay người đề phòng. Nhìn thấy một hình người do lửa ngưng tụ thành, ngũ quan mơ hồ, trong tay cầm một cây trường đao lưỡi hẹp. Mà ở một bên khác là một hình người do dòng nước hư ảo ngưng tụ thành, chậm rãi hiển hóa. Đây là đạo cụ gì? Vậy mà có thể đồng thời bày ra hai loại năng lực lửa cùng nước, bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào? Triệu Thành Hoàng trạng thái hóa quỷ, lạnh lùng đánh giá hai người nguyên tố. Khán đài ào một tiếng, hành giả chính phủ ở đây không bình tĩnh được nữa. Đạo cụ đồng thời có đặc tính của hai nghề nghiệp lớn cực kỳ hiếm thấy, ở trong linh cảnh riêng cơ bản không có. Ở trong linh cảnh nhiều người mới sẽ xuất hiện, nhưng thuộc loại vô cùng hiếm có, so với hỏa sư có chỉ số thông minh còn ít hơn. Chỉ có nghề nghiệp học sĩ có thể chế tạo đạo cụ tương tự, nhưng độ khó cao, sản lượng thấp, giá cao, lại rất ít có công năng mạnh. Đạo cụ này của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể diễn biến trận pháp, rõ ràng là món cực phẩm. Đồng thời, bọn họ đều nhớ lại hôm qua khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Thanh Tùng Tử, từng sử dụng bị động của Thủy Quỷ, cái này ý nghĩa trận pháp không phải là công năng duy nhất của đạo cụ này. Thủy Quỷ cùng hỏa sư hít thở đột nhiên dồn dập. Một món đạo cụ đồng thời có Thủy Quỷ cùng hỏa sư hai tầng nghề nghiệp, hoàn toàn là khắc tinh của bọn họ. Lấy hỏa khắc thủy, dùng thủy khắc hỏa, mặc kệ Thủy Quỷ hay hỏa sư, bị nhốt ở trong trận pháp như vậy, đều phải thảm bại. Nhưng nếu là bọn họ sử dụng đạo cụ này, thì có thể phát huy uy lực của đạo cụ đến lớn nhất, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ năm đại nghề nghiệp hợp pháp, tuy là nghề nghiệp bình thường, nhưng có một ưu thế trời ban. Ưu thế sân nhà, ví dụ như bất cứ một vị nghề nghiệp đỉnh phong nào đều rất khó ở dưới sông chiến thắng thủy quỷ ngang cấp. Các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.